Mến chào cả nhà. Mình chăm sóc một cây hoa giấy Ấn Độ, hoa rất là nhiều luôn, rất là thích luôn. Mà mình chăm sóc ngay Tết á, thì thường hoa giấy Ấn Độ á, nó sẽ ra vào tháng 11, nên mình muốn nó ra đúng Tết á, thì cả nhà phải cắt cành thì hoa nó sẽ ra nhiều và ngay Tết luôn. Còn nếu mà cả nhà uổng những cái cành hoa thì bông nó sẽ rất là ít luôn, và thậm chí đến Tết thì cây hoa giấy mình nó sẽ không còn bông trên cành nữa, nên mình phải cắt tỉa. Mặc dù ví dụ như đến tháng 11 mà cả nhà thấy những cái nhánh hoa như vậy thì cả nhà cứ bấm, mình thấy những cái nách lá như vậy nè thì mình cắt ngay cái bông đó nè, đừng để cái bông đây. Cái nhánh này thì mình cắt ngay đây nè, thì mình còn hai nách lá thì nó sẽ ra, như cái nhánh này là nó ra, mình cắt nè, hai nách lá thì nó sẽ có hoa liền luôn và nó sẽ kịp Tết luôn. Còn mà cả nhà tiếp những cái nhánh bông to thì nó cũng như hoa giấy thường là 45 ngày nó sẽ bung bông rất là đẹp. Và hoa giấy á, Ấn Độ á, thì một năm nó chỉ, mình chăm sóc á, là mình thấy nó chỉ cho hoa có 3 lần, là Tết á, thì nó hay bị sớm Tết, còn giữa năm á, thì nó cũng cho hoa 2 lần nữa. Nên mình chăm sóc nó thì mình muốn nó là phải ngay Tết thì nó rất là đẹp luôn. Những cái nụ này thì nó đến Tết nó vẫn còn nha cả nhà. Đây, trên cây hiện tại thì những cái chùm hoa giấy nó có những chùm nhỏ nhỏ rất là nhiều luôn. Và hoa là nó đã biến đổi mười mấy màu luôn, rất là đẹp luôn cả nhà. Nguyên một cây này là cây nguyên thủy và tất cả các nách lá nó đều cho hoa hết luôn. Nên mình hay chia sẻ là nói cả nhà, mình muốn trồng hoa nhiều thì mình cứ bấm ngọn hoa là hoa nó sẽ bung liền luôn. Mình chăm sóc, mình cắt nước y như hoa giấy thường thôi cả nhà, nhưng mà nó một năm nó cho ra ít lắm, giống như 3 tháng nó mới một đợt hoa, 3 hoặc 4 tháng. Còn hoa giấy thường mình thì cứ 2 tháng. Đây, cứ 2 tháng là nó cho hoa một lần. Còn giấy Mỹ thì cả nhà cứ là cắt thì nó ra hoa hoài, và lúc nào á cứ 40 ngày là hoa nó rất là nhiều luôn, và hoa nó chùm to to luôn á cả nhà. Và mình trồng hoa thì nhớ là giữ cho cái gốc hoa nó không bị động cái gốc. Ví dụ như hôm trước là cơn gió nó to quá, nó lật cái gốc hoa giấy Ấn Độ mình, thì hoa nó sẽ chậm hoa. Mình giữ lại, mình buộc lại để cho cái gốc hoa nó yên á, thì cái rễ cám nhuyễn á, nó ra thì nó mới hút chất dinh dưỡng được, thì cái cây nó mới tiếp tục ra hoa. Và đây là cây này nè. Cây này nè cả nhà, mình đáng lẽ là nó hoa rất là nhiều hơn cây nhỏ bên kia. Cây nhỏ bên kia thì nó không bằng cây này, nhưng mà do năm nay gió lốc nó làm ngã đổ cái cây này luôn, nên mình dựng gốc và mình buộc lại cho chắc. Thì mình cũng cắt tỉa liền, khi mà nó ngã vậy mình cắt tỉa liền thì các đợt hoa nó đã cho hoa nè đó. Và cái này Tết thì nó hơi bị ít hoa, là do hôm trước là gió ngã quá nên nó sẽ rất là ít hoa luôn đó. Cây này nó cao to lắm cả nhà, ra hoa là rất là nhiều luôn. Và nhớ là mình muốn một cây của mình nó đủ chất dinh dưỡng thì cả nhà cứ bón rắc bíp đi. Cái cây hoa giấy nhỏ xíu của mình nó cũng cho hoa nè, mình để rắc bíp mình ủ vào gốc nè cả nhà. Cây nó rất là tốt và hoa nó rất là nhiều luôn, nên mình chăm sóc thì cái chậu mình nhỏ thì mình cắt cái tàn nó nhỏ thôi. Như chậu hoa giấy này nó nhỏ thì mình cắt cái tàn nó nhỏ thì hoa nó sẽ nhiều, còn mình để nhánh ra hoài thì nó sẽ chậm hoa lắm cả nhà. Mình chăm sóc nó thì nhớ cắt tỉa và cắt bớt lá đi, những cái lá hoa giấy Ấn Độ nó to lắm, nó hút chất dinh dưỡng nhiều lắm, nên mình cắt bỏ bớt luôn nè cả nhà. Thấy như cái nhánh này nè là mình đã cắt ngắt bỏ bớt rất là nhiều lá luôn. Như vậy thì cây hoa mình nó mới nhiều hoa nha cả nhà, chứ mình không cắt thì cái lá hoa giấy Ấn Độ á nó to lắm nè. Như cái tược này nè, cái tược nhỏ này nè nó cũng đang cho hoa, thì mình cứ ngắt bớt những cái lá già này
mình ngắt bớt những cái lá già này mình bỏ đi. Thích lắm, cả nhà mình trồng hoa giấy Ấn Độ á, nó biến đổi tới mười mấy màu đó. Cái này là hoa nó tàn rồi nè, đây. Cái này là cái bông hoa nó sắp tàn, là nó như thế này nè. Bông to lắm luôn, nó sắp tàn. Còn khi mà nó đang ra hoa nhỏ nè, nó đang ra hoa nhỏ rồi nó biến màu nè, nó màu trắng, màu xanh, màu đủ các loại màu luôn nè cả nhà. Màu cam nè, trên một cây mà nó rất là nhiều hoa màu cam nè, đẹp lắm cả nhà. Những cái nhị này nó đang ra hoa nè. Mình cắt bỏ những lá to đi, mình bấm cành là cái cây mình nó nhanh ra hoa nhất luôn. Nếu mà cả nhà không bấm cành á, thì nó chậm ra hoa lắm. Như cái cành này mình đã bấm nè. Đây, cái cành này mình bấm nè là tược nó ra liền luôn. Mình chừa đến 5 đến 6 mắt lá là những cái đọt hoa giấy nó ra liền và nó cho hoa liền luôn. Đây. Mình trồng hoa chứ mình cũng bị rầy á cả nhà. Mình bị rầy. Rầy thì cả nhà phải rửa. Thường thì mình ít chứ không phải xịt thuốc rầy nữa đó. Nè, cũng bị sâu rầy chứ không phải không bị đâu nha cả nhà. Mình xịt thuốc vào, hoặc là mình ít thì mình lấy nước mình rửa thì cũng không bị hư. Bông nó to thích quá ha cả nhà. Trên một nhánh bông nó có màu trắng nữa nè, màu hồng nè, rất là nhiều màu luôn cả nhà. Chùm bông nó rất là to luôn, và khi nó ra hết bông nó bện thành một chùm rất là to, rất là thích luôn. Rồi, mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà vui khỏe, an lành, hạnh phúc. Kênh mình là không mua bán, chỉ giúp đỡ nhà vườn mua bán được những cây hoa kiển thôi, chứ mình không có mua bán. Còn cả nhà muốn mua thì mình hay cho số điện thoại của nhà vườn. Nhà vườn là đa số ở gần nhà mình rất là nhiều, tại vì mình có cái vườn ở giữa vườn hoa giấy nên chỗ đó người ta trồng hoa kiển rất là nhiều nha cả nhà.